Mời anh qua ơi. Mời tất cả lên đây cùng. Mời bà con đầu chúng tay đầu tới. Nhà gái mới đi. À, đi chậm thôi. Đi chậm thôi. Đi chậm lại đại đoàn. Hóa ra đi chậm lại đại đoàn xong. Sao không ra ngoài? Đoàn mình về thành công tốt đẹp nhé. Xin chào các chị nhé. Bà tay bà. Bâng khuâng trong gió hồi lên, người nay cứ thích đi tìm người xưa. Có gì đâu mấy hạt mưa, áo anh đã ướt sao chưa gặp người. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông các bà, kính thưa cô dì chú bác cùng toàn thể anh chị em trong ngôn lễ của hai cháu Hoàng và Linh, được sự ủy quyền của dòng họ, anh em chúng tôi đại diện nhà trai đã vào tư chuyện cùng với các cụ các ông các bà bên nhà gái và đã xin phép các ông các cụ bên nhà gái cho phép tiến hành làm lễ đón dâu về gia đình để tiến hành làm lễ thành công cho hai cháu. Trước tiên tôi xin thay mặt ban tổ chức xin giới thiệu với các quý ông quý bà bên nhà gái. Ông ngồi ở trên cái đường cùng kia là ông bác ruột cháu, còn ông đây thì đã được vào gặp gỡ với ông lòng may và đang là trưởng họ của dòng họ luôn. Ông ngồi bên cạnh cách tốt và ông Sung là hai ông chú, và ngồi trên cùng đây là ba lô của cháu và đây ba lô của cháu. Và xin giới thiệu với đây là bà vợ của ông trưởng họ. Thế còn đây đây là hai bà, hai bà đều là bà chị. Thế và còn đây là bà mợ của cháu thành phần của chúng tôi tham dự tại vị trí này để tiến hành làm lễ thành hôn cho hai cháu.
trước khi chúng tôi đưa cháu về đến đây để làm thành ngôn, toàn quyền bàn giao cho ông Mai trưởng họ tiến hành làm lễ thành ngôn cho hai cháu. Và cuối cùng không biết nói gì, trước tiên xin kính chúc sức khỏe toàn của các cụ, các công, các bà một sức khỏe dồi dào, gia đình phúc, và chúc toàn nhà nữ về đến nhà trai an toàn và đông đủ để dự thành hôn cho hai cháu ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Lời đầu tiên cho tôi xin được thông qua lời chào trân trọng nhất của hai hội đồng nhân dân thành phố 13 và toàn thể cộng đoàn trong buổi hôm nay ngày hôm nay. Xin chú hai hội đồng nhân dân thành phố 13 hôm nay ngày hôm nay được sự nhất của hai gia đình cùng chúng ta về từ lâu để làm một cái tính rất đẹp tổ chức để thành công ra nhau. Bởi hôm nay tôi đang làm tôi nghèo thái đưa cháu lên với chúng tôi cùng với bạn sống trăm năm này không có đến đây với cháu. Tôi mong rằng cho hai cháu sau này nó vươn vào mạnh mẽ và một người con của nào. Cuối cùng tôi xin chúc hai họ giống của bà luôn luôn có một sức khỏe tươi to và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa các cụ, các ông bà, hai họ bốn bên, rồi ông trưởng đoàn và người gái có đó là vấn đề trao dâu để làm dâu con họ hàng chúng tôi, và cho phép tôi xin thay mặt các cụ trong họ là xin nhận cháu và cháu dâu của là con tôi, và bây giờ là cho hai cháu họ thương và thương trân trọng kính mời. Tươi tỉnh như nào tự nhiên lên em có phải đấy khổ lắm mà phải ấy tóc một quần một được thế vẫn xinh đồng ngồi đây này ngồi nước thôi tạm biệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mấy giờ sáng là trong đi ôi về tín nhỉ, thôi một kỳ thôi. Một em theo chuyển chỗ khác miền Nam. Hôm nay nếu không gì thì bớt lại cô nào ở đây thì quay lấy chiếc em đâu có bạn. Người cha và cảm ơn sự có mặt đặc biệt của tất cả quý vị chúng ta có mặt tại đây buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được thay mặt cho hai bên gia đình đỡ lời cho cô dâu chú rể xin được cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. Đến một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, chúng ta có mặt tề tựu tại đây để cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng hàn huyên tâm sự và đặc biệt cùng chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Đặng Hoàng. Cảm ơn tới sự hiện diện đặc biệt của tất cả quý vị. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hướng lên sân khấu và dành một tràng pháo tay để chào đón Đặng Hoàng và Trương Linh. Xin mời. Vâng, xin mời em ạ. Cô dâu chú rể sẽ tay trong tay bước lên sân khấu để cùng ra mắt quý vị đến với những nghi lễ tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay. Một buổi sáng cuối tuần thời tiết rất đẹp và những chiếc bàn tiệc của gia đình đã và đang được phủ kín bởi sự hiện diện vàng ngọc của tất cả quý vị. Và như đã thông báo ở phần đầu chương trình thì vào buổi sáng ngày hôm nay, mỗi một sự có mặt, mỗi một sự trở về của quý vị đều như một niềm vui, một niềm hạnh phúc dành cho hai bên gia đình chúng tôi cũng như là cô dâu và chú rể. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, và bây giờ hiện diện trước mắt chúng ta đây là hai nhân vật chính, một cặp đôi đẹp nhất, hoàn hảo nhất của chúng ta buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị thấy đó, trong khi chú rể Đặng Hoàng của chúng ta rất phong độ và đẹp trai thì sát ngay bên cạnh anh là sự rạng ngời của cô dâu xinh đẹp Trương Linh. Và ngày hôm nay thì cô dâu của chúng ta đẹp nhẹ nhàng, đẹp dịu dàng trong trang phục váy cưới màu trắng, tượng trưng cho sự thủy chung trong trắng của người phụ nữ trước khi bước chân về đời chồng. Và ngay bây giờ, trước sự có mặt đầy đủ của tất cả quý vị thì tôi xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn của chú rể Đặng Hoàng sẽ duyên cùng cô dâu xinh đẹp Trương Linh chính thức được bắt đầu. Cho nhau những tràng pháo tay quý vị. Những tràng pháo tay của quý vị đã hết rồi ạ. Cho nhau những tràng pháo vỗ tay, những lời chúc mừng thân thương nhất, những thông điệp yêu thương. Đó chính là những gì chúng tôi mong mỏi từ phía quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được trân trọng kính chào hai bạn sẵn sàng? Đã sẵn sàng đi ạ? Sẵn sàng. Bây giờ thì anh xin hỏi ông một câu hỏi nhanh. Em đang cảm thấy như thế nào? Vui, có cảm thấy run không? Không hề run. Rất vui quý vị ạ. Dành cho cô dâu một tràng pháo tay quý vị. Một tràng pháo tay dành cho cô dâu xinh đẹp của chúng ta. Và bây giờ thì Đặng Hoàng ơi, vợ em đang cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Và bây giờ anh hỏi em cảm giác ngay bây giờ của em là như thế nào? Rất hạnh phúc. Còn gì nữa không? Thưa quý vị, tôi tin rằng vui mừng hạnh phúc không chỉ là cảm xúc của cô dâu và chú rể vào thời điểm này, mà tất cả quý vị, tất cả chúng ta đã có mặt tại đây đều đang hân hoan với nỗi niềm hạnh phúc đó. Một lần nữa, những tràng pháo tay thật nồng nhiệt của tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ anh mời hai bạn nhé, chúng ta đứng ra chỗ này đi ạ. Chính xác rồi. Anh mời hai bạn quay mặt vào nhau đi ạ. Quay mặt vào nhau để đến với nghi thức đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay, nghi lễ chào nhật cưới. Đầu tiên anh mời chú rể Đặng Hoàng của chúng ta. Xin mời bạn. Quý vị thấy đó, trên tay của chú rể Hoàng đang là một chiếc hộp màu đỏ, trong đó có được một cặp nhẫn cưới bằng vàng rất đẹp. Và bây giờ chú rể sẽ đeo vào bàn tay trái ngón tay trỏ áp út của cô dâu xinh đẹp Trương Linh. Thưa quý vị, một lời cầu hôn ngọt ngào, ý nghĩa và sâu sắc. Bây giờ thì anh mời cô dâu cũng sẽ đeo chiếc nhẫn còn lại vào bàn tay trái ngón tay trỏ áp út của chú rể Đặng Hoàng. Thưa quý vị, đón nhận chiếc nhẫn cưới từ tay người vợ yêu thương của mình thì chú rể Hoàng của chúng ta, anh ấy bồi hồi xúc động và như thầm hứa với cô dâu xinh đẹp Trương Linh rằng: Linh ơi, từ ngày hôm nay á, anh xin nguyện yêu thương, che chở và bảo vệ em đi tới cuối thật con đường. Bây giờ thì chú rể sẽ hôn thật nhẹ nhá, thật chậm vào bàn tay có nhẫn của cô dâu. Xin nhờ những bạn già một cô rất đẹp ạ. Được chưa?
rất ngọt ngào đúng không quý vị, như lời của bài hát Cảm ơn tình yêu. Thưa quý vị, bây giờ thì tại khán phòng cưới của nhà trai, chúng tôi rất vinh dự tự hào được đón tiếp sự hiện diện của tất cả quý vị, đặc biệt là những vị khách chân thiện ái đến từ họ nhà gái, những vị khách đến từ quê bác của chúng ta Nghệ An thân thương, và những vị khách của Nghệ An đang ngồi ở đâu giơ tay để MC Việt được biết ạ. Nghệ An đâu ạ? Vâng, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Mặc dù đường xá rất xa xôi, nhưng vào ngày hôm nay quý vị cũng đã trở về thăm quê hương Kinh Bắc Bắc Ninh, đưa cháu gái, em gái, con gái của mình trở về với tư gia của nhà trai. Một niềm hạnh phúc khôn tả dành cho quê hương Kinh Bắc, một niềm hạnh phúc khôn nguôi dành cho gia đình chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời một lần nữa hai bạn quay mặt vào nhau nhỉ. Cả cô dâu và chú rể đều đang thắc mắc rằng là không hiểu á, các anh MC yêu cầu chúng mình một lần nữa quay mặt vào nhau để làm gì? Để làm gì thì ngay bây giờ xin mời quý vị cũng như cô dâu và chú rể sẽ được biết ngay sau đây. Hai tay của chú rể để vào vòng eo thon thả người vợ của mình. Chính xác rồi. Hai tay của cô dâu để lên đôi bờ vai của chú rể. Một nụ hôn ngọt ngào thật dài và thật sâu. Chú rể nhé, em sẵn sàng. Sẵn sàng. Đôi bạn trẻ của chúng ta đã sẵn sàng. Nếu như quý vị cũng đã sẵn sàng, cho nhau một tràng pháo tay ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hoàng và Linh thân mến, bây giờ anh xin phép đếm nhá. 1, 2, 3. Hai bạn bắt đầu trao cho nhau một nụ hôn. Và quý vị ngồi dưới á, thật đơn giản, cho nhau một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Như thế là tuyệt vời. 3, 2, 1. Xin mời quý vị ơi. Thật ngọt ngào, thật tuyệt vời và thật hạnh phúc. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Chúng ta thấy rằng có mặt tại khán phòng buổi sáng ngày hôm nay tham dự chương trình đại lễ thành hôn dành cho đôi bạn trẻ. Bên cạnh phần hiện diện đầy đủ của ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, nội ngoại, hai bên gia đình, còn có rất nhiều những bạn nhỏ quý vị ạ. Đơn giản một điều rằng là ngày hôm nay á, các bạn được nghỉ học cũng đã trở về đây để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu của chú rể. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn cô dâu chú rể. Bây giờ anh mời hai bạn chúng ta trở lại với bàn bánh tình yêu. Thưa quý vị, ngọn nến tình yêu đang được chú rể của chúng ta thắp sáng, minh chứng cho một tương lai tốt đẹp với một ngôi nhà nhỏ thưa quý vị ạ, và những đứa trẻ ngộ nghĩnh sẽ được ra đời. Bây giờ thì anh mời hai bạn nhá, chúng ta cầm tay nhau đi ạ. Xin mời. Thưa quý vị, bánh này thì vỏ trắng ruột hồng, bánh này nặng nghĩa hương nồng tình yêu, bánh này ấp ủ bao điều tình chàng ý thiếp trọn đời thủy chung. Thưa quý vị, sự ngọt ngào của chiếc bánh cưới nó mang lại cho các cặp uyên ương của chúng ta rất nhiều điều may mắn. Quả thật đúng là thương nhau á thì chiếc bánh xẻ đôi. Từ nay ta sẽ trọn đời bên nhau, đồng lòng tát cạn biển đông, tình chàng ý thiếp như sông Hoàng Hạ. Xin quý vị một tràng pháo tay ạ. Kính kêu quý vị rất nhiều. Bây giờ thì anh mời hai bạn chúng ta sẽ trở lại với tháp rượu tình yêu để đến với nghi lễ tiếp theo trong ngày hôm nay, nghi lễ khui rượu sâm banh. Chú rể đàng hoàng thân mến, bằng sức mạnh của một chàng trai trẻ, em cầm chai rượu sâm banh lên. Chính xác rồi. Sau đó chúng ta sẽ bóc lớp giấy bạc ở đầu chai rượu ra. Quý vị thấy đó, không những thư sinh phong độ đẹp trai, chú rể hoàng của chúng ta, anh ấy còn rất thông minh. Chính xác rồi, bây giờ thì Hoàng ơi, em sóc thật mạnh chai rượu và lắc thật đều nha. Thưa quý vị, sở dĩ tôi yêu cầu Hoàng làm như vậy với chai rượu sâm banh, bởi vì khi chai rượu sâm banh của chúng ta được lắc mạnh, sóc đều, nó sẽ tạo ra những làn khói rất huyền ảo và rất tuyệt vời. Bây giờ anh cần bàn tay xinh đẹp của cô dâu Trương Linh. Xin mời bạn giơ tay thật cao lên ạ. Giơ tay thật cao lên để quý vị, anh chị và các bạn đang có mặt tại đây có được những hình ảnh, những thước phim thật đẹp và ý nghĩa nhất. Thưa quý vị, cũng nhân dịp đám cưới của đôi bạn trẻ buổi sáng ngày hôm nay thì xin được chia sẻ, được nói thêm với quý vị về xuất xứ của những chai rượu sâm banh. Rượu sâm banh thì được chiết xuất từ những trái nho tinh khiết và được sản xuất từ vùng đất mang tên sâm banh ở nước Pháp. Và sau này đã có rất nhiều nơi bắt chước sản xuất rượu sâm banh, nhưng về chất lượng và độ hoàn hảo thì không hề sánh được với rượu sâm banh của nước Pháp. Xin được thưa với quý vị như vậy. Và bây giờ
chúng ta sẽ đến với điều vi diệu ở chai rượu champagne thứ hai. Xin mời chú rể Đặng Hoàng. Wow, tôi thấy rằng đứng ngay bên cạnh vừa rồi thì cô dâu xinh đẹp Trương Linh của chúng ta vừa dỉ tai chú rể điều gì đó quý vị ạ. Và các cụ ta sơ bảo rồi là thuận vợ thuận chồng thì tát biển đông cũng cạn. Chắc chắn với sự hỗ trợ của cô dâu thì chai rượu champagne thứ hai chú rể Hoàng sẽ làm tốt hơn chai rượu champagne thứ nhất rất nhiều. Tôi chờ một tràng pháo tay của tất cả quý vị ạ. Xin cảm ơn đại gia đình thân của chúng ta rất nhiều. Bớt lại cho anh 1/3 chai rượu champagne thứ hai nha. Thưa quý vị, dòng rượu đỏ thì được ví như dòng máu con tim. Từ ngày hôm nay, Linh và Hoàng sẽ chính thức chung cha, chung mẹ, chung ông, chung bà. Họ sẽ bước trên con đường phía trước trải đầy một màu xanh của hy vọng, nhưng cũng đầy gian nan và vất vả. Bây giờ, anh mời hai bạn đến với nghi lễ uống rượu ra bôi. Hai bạn sẽ rót rượu ra hai chiếc ly ở bàn. Con dâu một ly, chú rể một ly sẽ uống rượu ra bôi, thề non hẹn biển trước sự chứng kiến của mọi người. Xin mời chú rể Đặng Hoàng. Em rót vừa thôi nha. Rót vừa thì chúng ta sẽ 100% đó. Xin cảm ơn chú rể. Và bây giờ anh mời hai bạn mỗi người cầm một ly rượu và trở lại với vị trí trung tâm của sân khấu đi ạ. Sẽ là một bức hình rất đẹp đó quý vị nha. Quý vị chuẩn bị những chiếc điện thoại, những chiếc máy ảnh của mình đi ạ. Đứng hẳn ra đây đi ạ. Cô dâu. Ok, chú rể. Linh thân mến, em có thể uống hết 100% ly rượu của mình không? Em nhấp môi thôi. Nhấp môi đúng không? Em nhấp được bao nhiêu thì nhấp, sau đó sẽ rót sang ly rượu của chồng mình. Em rót đi ạ. Ok. Thưa quý vị, giúp đỡ chia sẻ ai chứ giúp đỡ chia sẻ bạn gái người vợ của mình. Chúng ta luôn sẵn sàng đúng quý vị. Bây giờ thì một lần nữa anh mời hai bạn quay mặt vào nhau đi ạ. Chúng ta quay mặt vào nhau nhá. Quay mặt vào nhau và sẽ đan tay nhau đi ạ. Lồng tay nhau đi ạ. Chính xác rồi, lòng tay nhau nhưng chờ khẩu lệnh của MC một chút nha. Chờ tôi một chút ạ. À, thưa quý vị thân mến, với nghi lễ uống rượu ra bôi á thì Hoàng Quý xin phép đếm 1, 2, 3. Con nhờ các bác, các cô, các chú, các anh chị ngồi dưới á, chúng ta sẽ vỗ tay và đồng thanh rồi to lên một chút ạ. Ok, bây giờ có dâu chú rể chuẩn bị, quý vị sẵn sàng 3, 2, 1. Xin mời quý vị ơi. Chúc sắp rồi thì đừng quên vỗ tay ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thật ngọt ngào, thật tuyệt vời và thật hạnh phúc. Thưa quý vị đã dành tặng tới cô dâu của chú rể. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những phần thưởng, những phần quà mà người thân dành tặng tới chú rể và cô dâu trong ngày hôm nay. Đầu tiên con xin được trân trọng kính mời phần hiện diện của hai bác Lịch Ca. Vâng ạ, hai bác đang ở đâu ạ? Thưa quý vị, hai bác Lịch Ca là cha mẹ của chú rể Đặng Hoàng. Cô đây ạ, à? Chú đâu ạ? À? Một người mẹ trẻ rất tuyệt vời thưa quý vị. À, bữa nãy á, cô đứng ở dưới á, tôi cũng không biết là mẹ của chú rể đâu. Tôi thấy rằng cô rất là bận với công tác live stream, đưa những hình ảnh đẹp nhất trong ngày trọng đại của hai con lên những trang mạng xã hội để nhận những muôn vàn những lời chúc mừng yêu thương nhất từ phía bạn bè và quý vị. Dành cho người mẹ hiền của chú rể một tràng pháo tay quý vị. Một tràng pháo tay dành cho người mẹ của chú rể. Hết rồi ạ. Cháu mời chú ạ. Vâng, bây giờ cháu mời cô chú trao tặng phẩm dành tặng tới hai con của mình. Cái gì đây, cái gì đây ạ? Rất hồi hộp quý vị ạ. Cái gì đây ạ? Một chiếc hộp. Tôi nghĩ rằng trong đó là một cặp nhẫn cưới quý vị ạ. Và bây giờ thì xin mời cô dâu sẽ giơ bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của mình ra để đón nhận phần quà từ tay người vợ, người mẹ hiền yêu thương của mình. Bây giờ sẽ là quà dành tặng tới người con dâu ngoan hiền của mẹ. Xin mời cô ạ. Thưa quý vị, quả thật trong muôn vàn những thứ tình cảm trên gian thế này thì tình mẫu tử luôn là thứ tình cảm thiêng liêng và trân trọng nhất. Và chỉ có mẹ có cha là những người yêu thương, hy sinh cho chúng ta vô điều kiện. Và tôi thấy rằng bên cạnh việc trao tặng phẩm dành tặng tới hai con thì mẹ còn đang có những lời căn dặn, những lời chúc mừng hạnh phúc.
Xin cảm ơn tình cảm của cha của mẹ. Thưa quý vị, đứng cạnh MC bây giờ tôi xin thưa với quý vị là cô Huấn, một người cô của chú rể. Và bây giờ thì cháu xin mời cô cũng có một món quà nho nhỏ để chúc mừng hạnh phúc dành tặng tới hai cháu. Và quý vị ơi, vỗ tay và vỗ tay. Xin cảm ơn quý vị, cháu mời cô ạ. Một món quà nho nhỏ nhưng đong đầy tình cảm của cô Huấn dành tặng tới hai đứa cháu của mình. Thưa quý vị, cô Huấn đây của chúng ta mặc dù không mang nặng đẻ đau để sinh ra cô dâu và chú rể, nhưng tôi tin rằng tình yêu, sự yêu thương của cô Huấn dành cho hai đứa cháu của mình quả thật là một điều rất cao cả và được ví như là một người mẹ thứ hai. Và bây giờ xin nhờ những ảnh gia quay phim của ảnh cho anh. Có ảnh ok ạ. Cháu xin được cảm ơn cô rất nhiều. Xin được cảm ơn tình cảm của bố mẹ chú rể. Cháu xin mời cô chú trở lại với vị trí danh dự của mình. Thưa quý vị kính mến, chúng ta chỉ có chừng 30 đến 45 phút tại thám phòng cưới của họ nhà trai. Nhưng trong chừng đó thời gian, tất cả những gì yêu thương đong đầy nhất quý vị đã dành tặng tới hai bên gia đình cũng như là cô dâu và chú rể. Một lần nữa xin được cảm ơn sự có mặt hiện diện của tất cả quý vị. Và cũng một lần nữa kính chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta được trăm năm hạnh phúc trọn đời bên nhau. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, bây giờ thì cái gì đây ạ? Tặng quà tiếp theo. Công bố những phần thưởng, những phần quà dành tặng tới cô dâu chú rể trong ngày hôm nay. Vâng ạ, bây giờ thì cháu xin hỏi chú Xuất, chú đang ở đâu ạ? Vâng ạ, cháu nhận được yêu cầu, xin được mời chú Xuất lên sân khấu ạ. Chú đâu ạ? Những món ăn đặc biệt nhất trong ngày hôm nay để tiếp đãi những vị khách đến từ họ nhà gái đó ạ. Ai đây ạ? Em là ai? Tuyệt vời ạ, quý vị ạ, con gái của chú Xuất. Thôi thì chú không có đây, quý vị cũng dành một tràng pháo tay ạ. Một tràng pháo tay dành cho phần hiện diện của một cô gái rất nhỏ nhắn, xinh xắn và là con của chú Xuất đúng không? Bây giờ thì em sẽ thay mặt cho người cha của mình dành tặng tới anh, tới chị một món quà vật chất. Xin mời hai bạn đón nhận phần quà từ chú Xuất. Xin mời hai bạn. Xin được cảm ơn em nhé. Kính chúc em chăm ngoan học giỏi và sẽ thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Sau khi trao quà thì mời em ở lại sân khấu để chúng ta có một bức hình tiếp theo ạ. Xin lại với cô dâu một chút ạ. Xin cảm ơn em rất nhiều. Và tiếp theo cháu xin mời phần hiện diện của chú Tính ạ. Chú đang ngồi đâu chú ơi? Xin mời chú Tính ạ. Vâng, thưa quý vị rằng là có lẽ rằng là chúng ta vừa trải qua một mùa trung thu rất vui vẻ và ý nghĩa cùng với các bạn nhỏ. Cho nên hôm nay á là ngày hậu trung thu, các bậc phụ huynh cũng toàn cử các bạn thiếu nhi di đồng thôi. Một tràng pháo tay của quý vị đi ạ. Một tràng pháo tay của quý vị. Bạn là con của chú Tính đúng không? Ok, năm nay lớp mấy rồi? 9 ạ. Lớp 9 à? Bây giờ thì bên cạnh việc thay bố của mình á tặng quà tới anh tới chị thì bạn có muốn nhắn gửi gì tới anh chị của mình không? Con chúc là anh chị sống hạnh phúc và sống vui vẻ với nhau ạ. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời, xin mời bạn. Em ở lại chụp hình nha. Ok. Xin cảm ơn bạn. Và tiếp theo xin mời những người anh, những người chị trong gia đình, trong dòng tộc của cô dâu. Vâng ạ, xin mời các anh chị ạ. Những vị khách chân thiện ái đến từ họ nhà gái quê Nghệ An. Vâng ạ, xin mời tất cả các anh chị ạ. Xin mời anh chị ạ. Một chiếc vòng tay quý vị ạ. Chú rể chia sẻ cho anh cùng tất cả quý vị khán giả ở đây được biết, chú rể ơi, em có thể chia sẻ quãng đường á từ nhà mình trở về nhà gái là bao nhiêu cây số ạ? 340 cây. Chuẩn luôn đúng không ạ? 340 cây. Và sáng nay á, đêm nay á thì em đi đón dâu từ mấy giờ?
1 giờ. 1 giờ đêm đúng không? Rất tuyệt vời quý vị ạ, một hành trình khá vất vả để đón người vợ đẹp về đây. Và quý vị, một lần nữa chúng chàng có tay để chúng ta chúc mừng hạnh phúc. Xin cảm ơn rất nhiều, và sau khi trao quà thì em mời anh chị ở đại sân khấu chụp bức hình tiếp theo có hình chị ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Thưa quý vị, vừa rồi thì MC đã thay mặt cho phái đoàn quan viên Họ Nẻ Gái công bố tất cả những tác phẩm, những phần thưởng mà Họ Nẻ Gái chúng ta dành tặng tới cô dâu của chú rể. Một lần nữa xin được thay mặt cho đôi bạn trẻ của chúng ta xin được cảm ơn sự có mặt, sự hiện diện và tất cả những phần thưởng, những phần quà của tất cả quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều ạ. À thế ạ, à, em ghi thế này em chỉ thấy thế này thôi, anh thông cảm ạ. Vâng, thưa quý vị ạ, vừa rồi thì theo dỉ tai của một vị khách quý đang có mặt tại đây á, thì chúng tôi được biết rằng là có mặt tại khán phòng. Vâng ạ, quý vị kính mến, vừa rồi thì theo tâm sự chia sẻ từ một vị khách quý vừa bảo MC á, thì có mặt tại khán phòng buổi sáng ngày hôm nay còn có một sự hiện diện vô cùng đặc biệt. Cháu xin hỏi bố mẹ của cô dâu, cô chú đang ngồi ở đâu ạ? Cháu mời chú, mời cả cô ạ, tuyệt vời quá. Những tràng pháo tay của quý vị đã hết rồi ạ. Vâng ạ, rất tuyệt vời. Chú trao tặng phẩm dành tặng tới hai con. Thưa quý vị, chú Trức và cô Hưng là những người đã có công sinh thành, dưỡng dục ra cô dâu xinh đẹp của chúng ta. Đến ngày hôm nay, bạn ấy khôn lớn trưởng thành và đặc biệt đã mang về đây tặng mẹ, tặng cha một chàng rể đẹp trai, ngoan hiền và hiếu thảo. Bây giờ thì xin mời cô dâu và chú rể sẽ nghiêng mình đón nhận những tặng phẩm từ tay người cha, người mẹ của mình. Vâng ạ, xin mời hai bạn ạ, một chiếc kiềng đeo cổ quý vị ạ. Chú rể sẽ hỗ trợ người cha của mình nha. Cái này cháu nghĩ rằng cô sẽ thạo hơn chú cháu mình đó. Bởi vì chú cháu mình đàn ông nam giới ít khi được sử dụng kim loại quý vị ạ. Điện của cha mẹ hai bên gia đình. Thưa quý vị, nghiêng mình đón nhận tặng phẩm từ tay người cha người mẹ thì cô dâu của chú rể xin cảm ơn ơn nghĩa sinh thành của mẹ của cha. Cô dâu và chú rể xin được nghiêng mình đón nhận kỷ vật từ tay người cha, người mẹ hiền của mình. Và cha mẹ hiền dấu yêu ơi, xin được nguyện hứa rằng từ ngày hôm nay chúng con xin được sống trọn đạo rể hiền dâu thảo. Và sau khi, vâng ạ, cháu mời cô ạ. Không những con gái quý vị ạ, con rể cũng sẽ nhận được một món quà từ tay người cha, người mẹ vợ của mình. Được chưa ạ? Xin mời chú rể ạ, bạn sẽ đón nhận kỷ vật từ tay người cha, người mẹ hiền của mình. Thưa quý vị, tôi tin rằng những món quà vật chất mà ông bà, cha mẹ, người thân dành tặng tới cô dâu chú rể trong ngày hôm nay thì có thể đong đếm được, nhưng tình cảm, sự yêu thương mà mọi người dành cho cô dâu và chú rể quả thật là một điều vô cùng cao cả và trân trọng. Và bây giờ cháu mời cô chú ở lại sân khấu chụp một bức hình ạ. Cô chú cười lên ạ. Một bức hình rất đẹp đó. Được chưa? Cháu mời cô chú ở lại sân khấu một chút ạ. Mời cô chú ở lại sân khấu một chút ạ. Chú Trước thân mến ạ, cháu xin hỏi chú một vài câu hỏi nho nhỏ. Cháu xin hỏi chú, đây là lần thứ mấy chú về với quê hương Bắc Ninh vậy? Lần đầu. Lần đầu ạ. Chú thấy người dân Bắc Ninh như thế nào ạ? Cảm thấy thân thiện và hiểu tình. Thân thiện đúng ạ, rất tuyệt vời. Dành cho bố cô dâu một tràng pháo tay đi quý vị ạ. Vâng ạ, cháu xin cảm ơn cô chú. Mời cô chú trở lại với vị trí danh dự của mình. Thưa quý vị kính mến, trên tay của MC đang là hai chiếc phong bao lì xì mà vừa rồi mẹ của chú rể đã trực tiếp đưa cho MC, và muốn nhờ MC xin được cảm ơn tình cảm của hai bác Thành Hưởng có món quà dành tặng tới hai đứa cháu của mình. Bây giờ xin mời chú rể nhận phần thưởng từ tay hai bác Thành Hưởng. Quý vị dành cho hai bác một tràng pháo tay ạ. Và phần quà tiếp theo là phần quà của bác Thơ cũng sẽ dành tặng tới hai đứa cháu của mình. À quên, cái này cô dâu cầm ạ. Một tràng pháo tay của quý vị đi ạ. Thank you quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa thưởng thức
bữa tiệc tình yêu của chú rể Đặng Hoàng, sánh duyên của cô dâu xinh đẹp Trương Linh của chúng ta. Một buổi sáng nọ chủ nhật, thời tiết rất đẹp và tất cả những gì tinh túy nhất chúng ta vừa được thưởng thức. Và bây giờ thì tôi tin chắc rằng qua chia sẻ của chú rể trải qua một hành trình 340 cây, quý vị cũng đã cảm thấy rất là mệt và bụng đã cảm thấy đói rồi đúng không ạ? Chính như vậy bây giờ gia đình họ nhà trai chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay có sửa soạn một bữa tiệc nho nhỏ để khoản đãi tất cả quý vị. Và bây giờ xin được thay mặt cho ban tổ chức xin mời ban lễ tân của gia đình ạ. Ban lễ à, thế ạ. Vâng ạ, cháu xin cảm ơn bác ạ. Cái này cháu không nắm được trong danh sách ạ. À, thưa quý vị, bây giờ con xin hỏi bà ngoại của chú rể bà đang ở đâu ạ? Vâng ạ, con xin mời bà ngoại của chú rể ạ. Bà ơi, bà lên đây với con, không phải đi vào trong nhà. Một tràng pháo tay dành cho người bà đáng kính của chú rể quý vị. Vâng ạ, con mời bà. Vâng ạ, MC ở đây và hai đứa cháu bà ở đây xuống sân khấu để đỡ hai người bà đáng kính của mình. Vâng ạ, một tập tục vô cùng đáng kính của người Việt chúng ta. Vâng ạ, con xin được trân trọng kính chào hai bà. Con chào bà. Vâng ạ. Vâng ạ. Bây giờ thì con hỏi bà là bà nội hay bà ngoại của chú rể ạ? Bác là bà nội ạ. Bà là bà nội ạ. Con xin hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay bà vừa tròn 80. Tuyệt vời quá. Một tràng pháo tay dành cho bà nội 80 tuổi quý vị ạ. Con xin chào bà. Bà, con nhìn con có thể sơ sơ đoán bà ngoại của chú rể đúng không ạ? Có khả năng con đoán bà ít tuổi hơn bà nội. Vậy bây giờ con hỏi bà năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi năm nay 72 tuổi. Tuyệt vời quá, đúng như 72 phép của tôn ngộ không quý vị ạ. Một tràng pháo tay ạ. Rất tuyệt vời quý vị ạ. Bây giờ thì con xin mời bà ngoại ạ, bà trao quà trước đi ạ. Vâng ạ, con mời bà. Vâng ạ, con mời bà ngoại ạ. Bà sẽ trao quà thành tặng tới hai con của mình, do bà đứng gần với vị trí của cô dâu chú rể hơn. Bà nội đợi con một chút ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, con xin cảm ơn bà. Bây giờ thì con mời bà đứng lại với vị trí của mình ạ. Để chiếc ghế xuống ạ. Bây giờ thì cô dâu đã nhận phần quà từ người bà ngoại. Bây giờ con mời bà nội ạ, bà trở lại với vị trí đứa cháu của mình, chú rể Đặng Hoàng ạ. Bà sẽ trao tặng phẩm dành tặng tới cô dâu chú rể phải thân bà nha. Thưa quý vị, các cụ ta xưa bảo rồi, trong nhà mà có người cao tuổi thì được ví như một báu vật của gia đình, của dòng tộc. Và tôi thấy rằng có mặt tại khán phòng buổi sáng ngày hôm nay có rất nhiều những người cao tuổi trong gia đình, trên quê hương, trong dòng tộc cũng đã trở về đây để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Xin cảm ơn tất cả các cụ rất nhiều. Vâng ạ, con mời bà trao quà chưa ạ? Hết tỉnh thông gia cho tới ngày hôm nay. Rất cao tuổi và những tràng pháo tay của quý vị đâu hết rồi quý vị. Con xin cảm ơn hai bà. Con mời hai bà trở lại với vị trí danh dự của mình ạ. Cô ơi, cô giúp cháu ạ. Hết sức cẩn thận ạ, người cao tuổi ạ. Cần có lẽ là người Bắc Ninh đúng không ạ? Vâng ạ. Thưa quý vị, và bây giờ thì xin được nhường lại micro cho vị trưởng đoàn đáng kính của nhà trai. Bác sẽ có những lời mời gửi tới quý vị trong ngày hôm nay. Con xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các bà, hai họ đã chứng kiến ngày chung vui của hai cháu chúng tôi. Đến giờ này cho phép chúng tôi là cũng xin cảm ơn các quý vị, toàn thể các quý vị có mặt trong ngày hạnh phúc của các cháu hôm nay. Và cũng đến chuẩn bị đến giờ ăn cơm, cho phép tôi là thay mặt gia đình là xin trân trọng lời mời các cụ họ nhà gái và toàn bộ khách khứa của gia đình họ nhà trai chúng tôi dự chung vui hạnh phúc cùng gia đình chúng tôi, tựa cơm thân mật, xin cảm ơn. Thưa quý vị, một lời mời, một lời chào từ phía người dân kinh Bắc Bắc Ninh gửi tới tất cả quý vị và đặc biệt là phái đoàn quan viên họ nhà trai chúng tôi. Và bây giờ thì xin nhờ ban lễ tân của gia đình nha, chúng ta khẩn trương sửa soạn tiệc rượu. Cháu chào bác ạ. Bác ơi, vừa rồi thì bác đã ở quê kinh Bắc Bắc Ninh chừng hơn một tiếng rồi. Vậy cháu xin hỏi bác ấn tượng đầu tiên của bác khi trở về với họ nhà trai, trở về với quê hương kinh Bắc Bắc Ninh là gì ạ? Thì rất là đông vui, thứ hai là tình cảm của dân Bắc Ninh đối với chúng tôi rất tuyệt vời. Phải dùng ba từ rất tuyệt vời đúng quý vị, và nó sẽ tuyệt vời hơn nếu như ngay bây giờ quý vị khép lại chương trình ngày hôm nay bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt. Xin cảm ơn quý vị, con xin cảm ơn hai bác rất nhiều. Một lần nữa chúc cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ trăm năm hạnh phúc. Bây giờ hai bạn có thể đi cùng dự tiệc với tất cả quý vị. Xin cảm ơn.